Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Thưa quý vị, đã từng có người nói rằng trên đời này có hai thứ tuyệt đối không nên tin. Một là quảng cáo và hai là lời hứa của đàn ông. Lời hứa không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Lời hứa chỉ chuyển từ trạng thái chờ được thực hiện sang trạng thái được hoàn thành hoặc chuyển thành lời nói dối. Ngày hôm nay, Phương Thúy xin gửi tới quý vị một câu chuyện ngắn thuộc thể loại tâm lý tình cảm mang tên Đừng tin lời hứa. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Gần đây chồng tôi rất bận rộn. Anh thường đi sớm về khuya và gần như chẳng còn thời gian để ở bên tôi nữa. Ngay cả những cuộc gọi của tôi, anh cũng chẳng có thời gian mà bắt máy hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi tôi vẫn hy vọng chúng tôi có thể ngồi lại với nhau để cùng ôn lại những kỷ niệm của những năm tháng thanh xuân của những phút giây chồng vợ cho nên tôi đã cố gắng tự tay làm một chiếc bánh kem theo thiết kế của anh cũng chính là chiếc bánh mà chúng tôi đã cùng nắm tay nhau cắt xuống trong lễ đính hôn nhiều năm về trước tay tôi đưa lên giữ lấy lồng ngực đau nhói cố gắng thêm một lần nữa nhắn tin hỏi anh rằng khi nào thì anh sẽ trở về thế nhưng đáp lại tôi cũng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ vẫn như cũ anh không hề trả lời nhìn chiếc bánh kem lưu giữ kỷ niệm trên đó khắc họa một bức tranh phong cảnh lập thể thật đẹp đó chính là khung cảnh sân trường nơi chúng tôi từng học đó chính là hình ảnh một nam một nữ bé xíu đang đứng giữa sân trường. Đó là hình ảnh cậu bé quỳ một gối, nâng bó hoa đỏ tươi đến trước mặt cô gái. Đó là tôi và Tào Việt Bân. Đó là ngày mà anh cầu hôn tôi trong lễ tốt nghiệp. Tôi đã từng cảm động rơi nước mắt trước sự tinh tế và chu đáo đó của anh, cho nên lần này tôi sẽ dùng chiếc bánh kem này để nhắc anh nhớ về mối quan hệ của chúng tôi bao năm qua để chúng tôi có thể hạnh phúc như lúc ban đầu nhưng có lẽ không được tôi đã thức suốt đêm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thỉnh thoảng lại chớp sáng hiển thị tin nhắn wechat nhưng tiếc rằng không có tin nhắn nào đến từ người mà tôi mong chờ nhất tôi cứ ngồi như vậy mà chờ đã chờ là chờ cả đêm nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của tàu Việt bân trở về thay vào đó tôi lại nhìn thấy Việt bân của tôi trong một không gian khác với một người phụ nữ khác trong đó có cảnh họ nắm tay nhau họ ôm hôn nhau và thậm chí là còn có cả cảnh giường chiếu cùng với một dòng tin nhắn chốt hạ cô buông tay đi giờ người anh ấy yêu là tôi Chủ nhân của những bức ảnh và tin nhắn đó chính là thư ký của chồng tôi, Y Sương. Nghe nói cô ta chính là thư ký thân cận nhất của chồng tôi trong công ty. Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng Tào Việt Bân sẽ phản bội tôi. Một người mà trong mắt đã từng chỉ có mình tôi, giờ lại ôm hôn người phụ nữ khác, ngủ cùng người phụ nữ khác. Thậm chí còn cho phép à ta chụp những bức ảnh thân mật này để gửi cho tôi tôi không nghĩ anh sẽ ngây thơ đến mức không hiểu cô ta chụp những bức ảnh như vậy để làm gì nhưng tại sao anh vẫn đồng ý để cô ta làm như vậy không có sự cho phép của anh thì liệu rằng cô ta có xỉ nhục tôi được đến như vậy hay không nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn xuống chiếc bánh kem đang dần dần tan chảy tôi không thể cầm được nước mắt mọi thứ dần mở đi nước mắt trào ra xóa nhòa tất cả tôi khóc thật to, khóc đến tê tâm liệt phế, cái cảm giác trong lòng chết lặng đến nghẹt thở. chàng trai tôi yêu, người chồng mà tôi vẫn tâm tâm niệm niệm, tại sao lại trở nên bần thiểu như vậy? Từ khi nào mà anh đã bước chân vào chốn bùn nhơ? Từ khi nào anh đã không còn là việt bân của tôi nữa? Ngày đó tôi ngồi trên sofa cả đêm, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của việt bân và y dương lại hiện lên rõ một một trong tâm trí tôi khiến cho trái tim tôi lại nhói đau như bị ai đó đang cào xé cho nó rách toạc ra rồi lại sát muối vào đó vậy. Sáng hôm sau, Tàu Việt Bân trở về nhà, quần áo của anh đã thay bộ mới, trông có vẻ sảng khoái. Khi anh nhìn thấy tôi đang ngồi trên ghế sofa, anh có chút sững sờ, khuôn mặt vốn đang nhẹ nhõm bỗng chốc trở nên căng thẳng, nặng nề hơn. Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, anh lại vô thức đưa mắt đi nơi khác, không nói gì cả. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng thì anh cũng lên tiếng, giọng nói có chút khàn đặc. Từ Mỹ, chúng ta ly hôn đi. Anh yêu người khác rồi. Giọng nói của anh ta rất trầm nhưng lại rất kiên quyết. Tôi không nói gì cả, mà cứ nhìn vào mắt anh ta như vậy. Điều đó càng khiến anh ta cảm thấy tội lỗi nhiều thêm. Anh có lỗi với em, nhưng ngày hôm qua anh và cô ấy chuyện nên xảy ra thì cũng đều đã xảy ra rồi. Anh phải có trách nhiệm với cô ấy, ly hôn đi, anh sẽ bồi thường cho em mà." Anh ta nuốt khan, ngồi đối diện với tôi, nhìn tôi đầy mong đợi. "Từ Mỹ, anh biết em không phải là kiểu đau bám đến chết cũng không buông tha. Chuyện nên xảy ra sao?" <cười> tôi cười lạnh nhìn anh ta. Tào Việt Bân. Anh nói cho tôi biết, giữa anh, một người đàn ông đã có vợ và một người phụ nữ khác thì sẽ nên xảy ra chuyện gì đây? Tào Việt Bân nghe vậy thì sắc mặt liền trở nên lạnh lùng hơn. Từ Mỹ, tôi đã nói với cô rồi là tôi có lỗi với cô cho nên tôi sẽ cố gắng để bù đắp những gì tôi nợ cô. Cô đừng có đeo bám lấy tôi nữa. Anh có biết hôm qua là ngày gì không? Anh ta sừng sốt một chút, nhìn chiếc bánh trên bàn vẻ mặt nhất thời có chút mắt tự nhiên nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát anh ta gật đầu biết là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta cho nên tào việt bân tại sao tại sao lại là ngày hôm qua chứ anh biết rõ mà mũi tôi cay xè mắt đỏ hoe tôi nhìn không được mà cất tiếng hỏi tào việt bân lặng lẽ nhìn tôi người từng vì tôi mà rơi nước mắt từng vì tôi mà đau lòng không thôi. Giờ phút này trong mắt anh lại không hề có một tia đau lòng không nỡ nào dành cho tôi. Anh ta thậm chí còn bình tĩnh nói với tôi rằng bởi vì hôm qua cô ấy muốn gặp tôi. Thật là một lý do nực cười, bởi vì người phụ nữ đó muốn gặp anh cho nên cho nên anh bỏ rơi tôi vào một ngày như thế này sao? Tôi nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Đi thôi chúng ta đến cục dân chính anh ta dường như không ngờ rằng tôi lại đồng ý dễ dàng và nhanh chóng như vậy khi tôi mở mắt ra một lần nữa thì lại thấy anh ta đang nhìn tôi với vẻ kinh ngạc thế nào không phải anh nói ly hôn sao bây giờ chúng ta đi thôi tôi đứng dậy trở lại phòng ngủ và lấy giấy đăng ký kết hôn từ kép sắt ra khi mới kết hôn tào việt bân hào hứng cầm giấy đăng ký kết hôn và nói với tôi rằng đây là tài sản lớn nhất cuộc đời của anh ta. Vậy nên anh ta đã cắt giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi vào trong két sắt. Mới đó mà đã ba năm, không ngờ lần tiếp theo lấy tờ giấy kết hôn ra, là lại để ly hôn. Nhìn chăm chú vào tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay tôi, anh ta hơi mất tự nhiên mà nói. Thật ra, anh cũng không vội như vậy. Tôi nhướng mì, nhẹ nhàng nhìn anh ta. Bây giờ đi luôn đi. Không phải, anh muốn chịu trách nhiệm với cô ta sao? Sắc mặt của Tào Việt Bân hơi thay đổi, có lẽ vì nghĩ tới người phụ nữ kia, cho nên anh ta liền gật nhẹ đầu, "Đi thôi." Đã lâu lắm rồi chúng tôi không cùng nhau ra ngoài, đã lâu lắm rồi tôi không ngồi cạnh ghế lái của anh ta, đã lâu lắm rồi chúng tôi không cùng ra ngoài, đã lâu lắm rồi tôi không ngồi ở bên ghế phụ lái cạnh anh ta nữa. Lúc tôi vừa bước lên xe, anh ta vô thức muốn đưa tay thắt dây an toàn cho tôi nhưng vừa mới đưa tay ra đã rụt lại ngay tôi giả vờ như không nhìn thấy tự tay thắt dây an toàn cho mình trên đường đi tôi không khỏi nghĩ từ khi nào mà chúng tôi lại trở nên như thế này hình như là từ ba tháng trước thư ký khi đó của anh ta từ chức anh ta trả lương hậu hĩnh để mời y dương về làm thư ký mới cho mình Lúc đó tôi định quay lại công ty để chia sẻ gánh nặng cùng với chồng tôi, nhưng anh lại bảo rằng đã thề rằng sẽ cho tôi sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, không muốn tôi khổ sở làm lụng. Tôi đã tin tưởng, nhưng tôi thua rồi. Ai có thể ngờ rằng mối tình 10 năm của chúng tôi lại không thắng nổi 3 tháng bọn họ chung chạ. Người ta nói cấm có sai, xã hội ngày nay là xã hội có nhịp độ chóng mặt có quá nhiều cuộc hôn nhân chớp nhoáng và những cuộc ly hôn chóng vánh. Vì vậy, người xếp hàng ở cửa sổ ly hôn của cục dân chính luôn luôn nhiều hơn ở cửa kết hôn. Tôi vốn tưởng rằng cuộc hôn nhân 10 năm của chúng tôi sẽ hái ra trái ngọt, sẽ bền vững. Nhưng không ngờ rằng nó chỉ kéo dài được có 3 năm. Một cuộc hôn nhân kết thúc trong sự phản bội. Ly hôn, Tào Việt Bân đối xử không tệ với tôi. Nhà cửa tiền tiết kiệm đều thuộc về tôi, thậm chí anh ta còn chia cho tôi cổ phần trong công ty của anh ta. Anh ta nói đây là tiền bồi thường cho tôi. Tôi đã nhận tất cả theo như đơn ly hôn. Tuy không có vấn đề gì với tiền bạc, nhưng tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh ta. Lúc ký giấy, đầu bút trong tay anh ta dừng lại trên mặt giấy vài giây. Tôi không biết anh ta đã nghĩ gì trong vài giây tạm dừng đó nhưng anh ta không được phép hối hận về điều này. Mau ký đi, đừng quên anh phải chịu trách nhiệm với Y Sương. Tôi ký tên mình xuống, lạnh lùng nhắc nhở anh ta một câu. Em biết cô ấy sao? Tào Việt Bân kinh hoàng nhìn tôi, tưởng rằng mình giấu giếm rất kỹ. Nhưng... Anh ta không biết một điều rằng, bất cứ khi nào anh ta bỏ lại tôi để đi tìm người phụ nữ đó, thì cô ta đều gửi tin nhắn cho tôi. Lúc đầu cô ta nói tôi là vợ sếp nên sẽ dễ dàng liên lạc với tôi hơn nếu thêm quy chat. Lúc đó tôi đã từng băn khoăn, tôi không hiểu. Một người đã lui về chăm sóc gia đình như tôi thì cần gì phải liên lạc với cô ta chứ? Sau này tôi mới biết, đó chỉ là để cho cô ta tiện khoe khoang với tôi hơn mà thôi. Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta mà gõ vào chỗ cần ký nhắc nhở anh thêm một lần nữa. Ký nhanh đi, Lần này anh ta không chỉ hoãn nữa mà ký tên của mình vào. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận chính thức ly hôn ngay. Hiện tại có thời hạn 30 ngày cho việc ly hôn. 30 ngày suy xét. Giấy ly hôn chính thức 30 ngày sau mới được lấy. Khi tôi bước ra khỏi cục dân chính, nếu nói rằng tôi không hề tiếc nuối thì chắc chắn sẽ là nói dối. Và sẽ là dối trá hơn nữa nếu như tôi nói rằng tôi không thấy khó chịu. Nhưng tôi không hối hận. Tôi không hối hận khi đã yêu sâu đậm, cũng không hối hận khi chia tay. Anh sẽ đưa em về. Không biết là vì cảm thấy tội lỗi hay là gì nữa, nhưng anh ta cứ nhìn nhìn tôi, từ khi ký tên, giọng nói cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi cau mày bước sang một bên, tỏ thái độ rõ ràng dứt khoát. Không cần đâu. Từ Mỹ, cho dù có ly hôn thì chúng ta vẫn có thể làm bạn bè, là người thân. Khi cần giúp đỡ, em vẫn có thể tìm đến anh. Anh ta hình như không hài lòng với sự từ chối của tôi, liền cao mày lại. Tôi ngước nhìn anh ta. Không, tôi không thích có liên quan tới những người đàn ông đã có bồ. Sắc mặt anh ta tái nhợt. Có vẻ như không ngờ rằng tôi lại nói ra những lời cay nghiệt như vậy. Lúc này, điện thoại của tôi vang lên. Khi tôi bấm nghe, thì đúng là người phụ nữ kia. Đã ly hôn rồi, từ nay hãy tránh ra Việt Bân ra. <laughs> Mới vậy mà đã đợi không nổi rồi sao? Buổi sáng anh ta còn nói với tôi rằng anh ta không vội, nhưng ngay khi ký giấy ly hôn xong thì đã nóng lòng muốn chia sẻ với người tình nhỏ của mình. Chỉ là thằng đàn ông rác rưởi thôi, tôi không cần nữa, quảng cho cô đây. Cô ta có thể không hiểu rằng tôi chẳng thèm đếm xìa tới người đàn ông này nữa. Yêu nhau 10 năm, Tôi quá hiểu Tàu Việt Bân, chỉ cần tôi muốn giữ được anh ta chẳng thành vấn đề. Nhưng vấn đề là một kẻ đã ô uế rồi, tôi còn giữ lại để làm gì nữa? Tôi nghĩ rằng từ nay trở về sau, Tào Việt Bân và tôi sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tối đa 30 ngày sau, chúng tôi sẽ cùng nhận giấy chứng nhận ly hôn. Nhưng tôi không ngờ rằng, sự cố thực ập đến một cách bất ngờ sau khi chia tay với tàu việt bân tôi trở về nhà không có ý định giữ lại căn phòng này nữa đây là căn nhà mà chúng tôi đã cùng nhau mua cách đây mấy năm lúc đó sự nghiệp của tàu việt bân mới bắt đầu tiền tiết kiệm của anh ta chỉ đủ để trả tiền đặt cọc anh ta đưa tôi đến một căn nhà và nói rằng sẽ cho tôi một tổ ấm khi đó mỗi tháng đóng xong tiền trả góp anh ta đều chỉ vào từng viên gạch trên nền nhà và nói với tôi rằng Cục cưng, đây là giang sơn của chúng ta cùng nhau xây dựng. Sau này anh ta càng thành công trong sự nghiệp và kiếm được nhiều tiền hơn, anh ta trả hết tiền vay trả góp trước thời hạn, mối quan hệ của chúng tôi cũng kết thúc trước thời hạn. Về đến nhà mở cửa ra, tôi cảm thấy bế tắc vô cùng. Tôi nghĩ, thà rằng bán nhà đi, bán cổ phần công ty đi thì hơn. Không ngờ vừa mở cửa đã ngã vào một cái ôm ấm áp. Cục cưng, em về rồi, anh nhớ em quá. Tôi hoảng sợ đầy cái đó ra. Lúc đang định chửi bới cái tên lưu manh nọ thì tôi nhận ra người đứng trước mặt tôi chính là Tào Việt Bân. Nhưng... Điều này không đúng. Tào Việt Bân trước mặt tôi có vẻ mặt sôi nổi và giọng nói vui vẻ. Khác hẳn với anh Tào mà tôi vừa nhận giấy chứng nhận ly hôn cùng. Giống như... Giống như là cậu thiếu niên trong trí nhớ của tôi vậy. Anh là ai? Tôi cao mày hỏi. Có lẽ phản ứng của tôi quá mãnh liệt. Tào Việt Bân sừng sốt một hồi lâu, sau đó mới lo lắng nhìn tôi. Cục cưng, em bị sao vậy? Vừa nói, anh ta vừa tiến tới muốn ôm tôi lần nữa, nhưng tôi đã nhanh chóng tránh thoát. Tôi có thể thấy rõ sự mất mát và lo lắng trong mắt anh ta lúc này. Anh ta thận trọng nhìn tôi, không dám tiến tới nữa về mặt thì ai cũng cảm thấy tội nghiệp. Cục cưng, anh biết hiện tại anh không có bản lĩnh, không có khả năng lập tức làm đám cưới với em. Nhưng em hãy tin anh đi, đợi thêm hai năm nữa, nhiều nhất là hai năm, anh sẽ cho em một đám cưới thật hoành tráng. Có lẽ vì lo lắng, anh ta nắm chặt lấy tay thành nắm đấm, ngón cái xoa xoa khớp ngón trỏ. Tôi chợt nhớ ra, năm năm trước, bố tôi có vấn đề về sức khỏe, nên ông hơi lo lắng cho hôn nhân của tôi và bắt đầu thúc giục tôi lập gia đình. Tôi biết bố sợ không thể chứng kiến lễ cưới của tôi nên tôi đã đề cập đến chuyện kết hôn với Tào Việt Bân. Tôi tưởng vì tôi chủ động nhắc tới, hơn nữa anh cũng đã cầu hôn tôi nên việc chúng tôi lấy nhau là điều đương nhiên. Nhưng anh từ chối. Anh nói anh không muốn để tôi chịu tủi nhục bây giờ chưa thể cho tôi một đám cưới hoành tráng và một cuộc sống ổn định cũng không muốn tôi mơ hồ cưới gà như vậy anh bảo đảm sẽ kiếm tiền chữa bệnh cho bố thay tôi nhưng lại bảo tôi chờ một chút hãng kết hôn lúc đầu tôi rất tức giận nghĩ rằng anh không muốn cưới tôi sau này anh đã cho tôi thấy rằng những hành động thiết thực những gì anh nói là đúng chỉ là người đàn ông ngày ấy vô cùng yêu tôi giờ lại phản bội tôi tôi chợt nhận ra rằng tàu việt bân trước mặt tôi lúc này chính là tàu việt bân của trước kia tôi nuốt nước bọt gấp gáp hỏi bây giờ là năm bao nhiêu tàu việt bân không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn thành thật trả lời hai nghìn bảy quả nhiên chẳng trách anh còn trẻ và vẫn yêu tôi nhiều như vậy đột nhiên những cảm xúc bị đè nén trong lòng không còn có thể kiềm chế được nữa. Tôi ôm lên mặt khóc thảm thiết. Khi tôi khóc, Tào Việt Bân cảm thấy rất khổ sở. Cứ quay mỏng mỏng quanh tôi vì anh muốn ôm tôi. Nhưng mỗi khi anh chạm vào tôi thì tôi sẽ cố gắng tránh đi. cục cưng, em có chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi nào. Em muốn kết hôn có phải không? Được rồi, được rồi. Chúng ta hôm nay, ngay bây giờ. Không đợi thêm nữa nhé cục cưng, đừng khóc nữa được không?" Tào Việt Bân ngơ ngác ôm tôi, ánh mắt đầy đau khổ. Tôi vừa khóc vừa giận dữ la hét không muốn kết hôn, tôi không muốn kết hôn với anh. Người dịu dàng như Tào Việt Bân cũng bị câu nói không muốn kết hôn của tôi chọc giận. "Từ từ, anh đã làm sai điều gì, em nói đi, anh nhất định sẽ sửa đổi, nhưng em không được nói sẽ không lấy anh." Anh cưỡng ép ôm tôi vào lòng, buộc tôi phải nhìn vào đôi mắt tràn đầy thương yêu của anh. Nhưng càng nhìn vào đôi mắt từng chỉ chứa bóng hình tôi, tôi lại càng nhớ tới sự phản bội về sau của anh. Trái tim càng trở nên đau nhói. Tôi bị anh kéo vào trong lồng ngực, khóc rất lâu. Khóc đến mức mắt tôi sưng đỏ cả lên. Cuối cùng thì tôi cũng khó khăn kiềm chế được cảm xúc của mình. Thoát khỏi vòng tay anh. Tào Việt Bân, anh có biết bây giờ là năm 2024 rồi không? Anh có biết hôm nay tôi đã làm gì không? Tôi vừa cùng anh nộp đơn xin ly hôn tại cục dân chính đây. Tôi không biết liệu thời điểm năm 2024 thú vị hơn hay việc ly hôn với tôi thú vị hơn đối với anh, nhưng anh hoàn toàn choáng váng. Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, "Không thể, anh không thể ly hôn với em, Từ Mỹ, tại sao em lại không cần anh nữa?" Anh có vẻ bị tổn thương nặng nề, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, muốn tôi cho anh ấy một lời giải thích. Tôi cười lạnh nói. Không thể ly hôn với tôi sao? Nhưng anh nói anh muốn ly hôn là vì anh đã yêu người khác. Anh cùng với người phụ nữ kia đã ngủ với nhau nên mới muốn ly hôn với tôi. Tào Việt Bân không tin lời tôi nói. Lắc đầu nhìn tôi lầm bẩm Cô cơ à, đừng có lừa anh. Anh yêu em nhiều như vậy. Sao anh có thể phản bội em chứ? Sao anh có thể yêu người khác được chứ? Tôi cười khẩy, lấy điện thoại di động ra, bấm số của Tào Việt Bân rồi bật loa ngoài, điện thoại reo một lúc lâu mới được nhấc máy. Từ Mỹ, cô đã ly hôn rồi, tại sao còn gọi điện cho Tào Việt Bân hả? Người nghe điện thoại là Y Sương. Trong giọng nói của cô ta không giấu được sự kiêu ngạo, cười cợt trên nỗi đau của người khác. Tào Việt Bân đâu? Anh ấy đang tắm, tôi không thích trên người anh ấy có mùi của cô, nên anh ấy đi tắm rồi. Tiếng cười khiêu khích của cô ta khiến cho trái tim tôi đau nhói. Tôi nghiến rằng, cố gắng giữ giọng nói bình ổn nhất. Ở nhà xảy ra chuyện, bảo anh ấy về nhà nhanh đi. <laughs> từ Mỹ, năng lực của cô chỉ có vậy thôi sao? Ở nhà xảy ra chuyện gì được chứ? Cô không phải vẫn coi Tào Việt Bân là chồng của cô đấy chứ? Tôi... Cô là ai? Còn dám nói chuyện với Từ Mỹ như vậy? Bảo Tào Việt Bân ra nghe điện thoại ngay. Tào Việt Bân hay nói chính xác bây giờ tôi nên gọi anh là tàu việt bân trẻ không thể nghe nổi nữa và hét vào điện thoại y sương ở đối diện hiển nhiên không hề sợ hãi cô ta cười lạnh nói ồ có người giúp sức lại còn là đàn ông từ mỹ xem ra cô cũng không sạch sẽ gì cho lắm hái dương tôi tức giận phập phồng chưa kịp mắng lại thì đã nghe thấy cô ta nói ly hôn xong đừng gọi lại cho tàu việt bân nữa sau đó cô ta lập tức cúp máy khi tôi gọi lại thì không được nữa rõ ràng là số của tôi đã bị chặn thế nào anh còn chưa tin sao tôi lạnh lùng nhìn tàu việt bân trẻ sắc mặt anh ta tái nhợt đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của tôi anh có vẻ không muốn tin đột nhiên đưa tay nắm lấy vai tôi không điều này là không thể nào anh yêu em như vậy anh không thể nào phản bội em được em đợi một chút anh nhất định sẽ kêu anh ta gọi lại giải thích cho em rõ ràng mà Tôi chỉ cười khẩy, vớt lờ anh. Cũng không lấy lại điện thoại mà quay về phòng ngủ chuẩn bị đi tắm. Dù sao thì tôi cũng ngại bẩn. Chỉ là tôi không ngờ rằng vừa tắm xong đi ra lại nhìn thấy Tào Việt Bân lúc trẻ tuổi đang cầm điện thoại di động của tôi đang khóc. Khóc rất to, khóc như đứt từng khúc ruột. Trên màn hình điện thoại là khung trò chuyện với Y Sương. Anh nhìn thấy những lời khiêu khích của người phụ nữ đó. Thấy tôi Tào Việt Bân bước tới, anh muốn ôm tôi, nhưng lập tức dừng lại khi thấy ánh mắt từ chối của tôi. Anh nói, tại sao anh lại trở thành như vậy? Tại sao chứ? Chàng trai trẻ trong ký ức của tôi hiện tại đang đau lòng vì sự phản bội của chính bản thân mình trong tương lai. Nhìn thấy anh như thế này, thành thật mà nói tôi rất đau lòng, nhưng tôi lại càng cảm thấy đau lòng cho chính bản thân mình hơn. Thế là tôi lấy điện thoại mà không thèm an ủi anh lấy một lời. Có lẽ là vì đã khóc đủ rồi nên anh dùng hai tay lau nước mắt trên má rồi nói Bây giờ anh sẽ bảo anh ta gọi lại xin lỗi em. Tôi chỉ tưởng rằng anh ta nói đùa thôi. Dù sao thì số điện thoại của tôi cũng đã bị người phụ nữ đó chặn. Làm sao có thể kêu anh ta gọi lại chứ? Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ gọi người kia về theo cách đó. Anh lấy con dao, dùng để mở gói hàng chuyển phát nhanh và khắc hai chữ về nhà lên cánh tay. Khi tôi phát hiện ra thì chỉ còn lại một nét cuối cùng. Máu nhuộm đỏ toàn bộ cánh tay của anh. Tào Việt Bân, anh điên sao? Tôi vừa hét lên vào mặt anh ta, vừa tìm gạc để băng bó. Nhưng anh ấy lại mỉm cười và nói với tôi. Cục cưng, anh nhất định phải bắt anh ta xin lỗi em. Anh cứ như phát điên vậy, nhất quyết yêu cầu tàu Việt Bân gọi lại xin lỗi tôi tôi không hiểu tại sao anh ta lại cố chấp như vậy dù anh biết rằng có xin lỗi thì tôi cũng sẽ không tha thứ Tào Việt Bân về nhà rất nhanh anh ta gần như phá cửa mà xông vào từ Mỹ cô đã làm cái gì thế ngay khi tôi bước vào sảnh anh ta liền gầm lên với tôi tôi và Tào Việt Bân trẻ tuổi cùng lúc đang quay người lại thì thấy anh ta đã vội vàng đến nên tóc vẫn còn đang ướt Áo sơ mi cài nhầm nút, bộ vest vốn phẳng phiu giờ đây lại tán loạn lung tung. Người đàn ông luôn chú ý đến hình tượng của mình lúc này trông đặc biệt chật vật. Sau khi hét lên, anh ta mới nhận thấy trong phòng khách còn có một người đàn ông khác. Nhưng có lẽ vì quá tức giận hoặc vì lý do nào đó mà anh ta không nhận ra người đàn ông bên cạnh tôi là ai. Từ Mỹ, anh ta là ai? Cô mang người đàn ông khác về nhà ư? Ừ anh ta tức điên lên y như một người chồng phát hiện ra vợ mình ngoại tình vậy là vợ chồng bình đẳng như nhau nhưng tại sao anh ta ngoại tình thì có thể yêu cầu tôi không được bám lấy mà tôi có người đàn ông khác thì lại tức giận đến như vậy chưa tôi đứng dậy lạnh lùng nhìn anh ta tôi dẫn đàn ông về nhà thì có liên quan gì đến anh không anh quên sao chúng ta đã ly hôn rồi tàu việt bân có vẻ bị tôi hùng hồn chất vấn nên khó chịu anh ta đặt bàn tay lên ngực giận dữ hét vào mặt tôi hôm nay chúng ta mới đệ đơn ly hôn cô đã định đưa người đàn ông khác về nhà sau chúng ta ngày hôm qua còn chưa ly hôn anh đã ngủ với người phụ nữ khác rồi thì sao không nói đi tôi giận quá hóa cười không chút nể mặt mà quát lại anh ta dường như nhận ra rằng mình mới là người ngoại tình trước toàn thân có chút ủ rũ tôi thấy anh ta ôm ngực chậm rãi đưa tay vịn vào chiếc ghế sofa bên cạnh khá chân thành nói. Vậy, em cũng phải có tự trọng chứ. Sao có thể cứ như vậy mà mang một người đàn ông về nhà? <laughs> tự trọng sao? Anh ta thực sự đang nói với tôi về lòng tự trọng ấy hả? Sao một người đàn ông phản bội vợ con lại có tư cách để nói về lòng tự trọng cơ chứ? Tôi khịt mũi, không dành quan tâm đến anh ta, chỉ ngồi im ở phía bên kia sofa. Nhưng hai chữ này cũng làm cho Tào Việt Bân trẻ tuổi phải bị tổn thương anh ta giật miếng băng vừa mới buộc ra, mắng Tào Việt Bân, "Im đi, Tào Việt Bân, sao mày dám? Sao mày dám nói với tư tư không biết tự trọng, sao mày lại dám hả?" Tào Việt Bân trẻ tuổi, vì tức giận mà run lên, trợn mắt hung hăng nhìn Tào Việt Bân, cuối cùng thì không nhịn được nữa mà xông lên đánh Tào Việt Bân một trận. Tôi không ngờ rằng Tào Việt Bân khi trẻ tuổi, một người luôn lý trí lại có thể vì tôi mà bốc đồng đến như vậy. Lúc này Tào Việt Bân mới nhận ra rằng người mà anh ta đang đối mặt dường như chính là bản thân mình. Bởi vì quá kinh ngạc, không kịp phản ứng nên liền bị Tào Việt Bân trẻ tuổi đánh cho thêm mấy cú. Nhìn thấy Tào Việt Bân trẻ nổi điên, giờ nắm đấm đấm một phát. Tôi sợ thật sự xảy ra chuyện gì đó liền vội vàng tiến tới ôm lấy tay anh, vừa nài nỉ vừa lôi lôi kéo kéo anh ta ra khỏi Tào Việt Bân. Cục cưng, bỏ anh ra, để anh đánh chết cái thằng khốn nạn này. Anh tức giận muốn tiếp tục đánh gã ta, nhưng vì sợ chẳng may làm tôi bị thương, liền bó chân buộc tay. Tôi thở dài, hùng hằng vỗ vào gáy anh. Được rồi, anh ta chết thì anh cũng toi đời đó. Lúc vỗ anh, động tác của tôi có vẻ cường điệu, nhưng thực ra không dùng mấy sức lực. Đây là quy tắc chúng tôi đặt ra ở trường đại học. Khi đó, anh đặc biệt liều mạng, liều mạng giành thành tích, liều mạng giành giải thưởng, liều mạng xây dựng sự nghiệp, sau đó, cơ thể vì liều mạng bất chấp mà suy sụp, ngất xỉu trước máy tính vào lúc nửa đêm. Lúc chạy đến bệnh viện, tôi nhìn thấy một người con trai yếu đuối đang nằm trên giường bệnh, vừa tức giận, vừa đau khổ. Cuối cùng, tôi giơ cao tay nhưng chỉ nhẹ nhàng vỗ vào chán anh ấy. Anh liều mạng quá, nếu một ngày nào đó thật sự xảy ra chuyện gì, anh muốn em phải sống sao đây? Tôi lao vào vòng tay anh khóc đến mịt mờ trời đất, khiến anh hoàng sợ nắm lấy cánh tay tôi. Chỉ lên trời mà thề rằng, sau này anh sẽ quý trọng cơ thể mình. Lúc đó chúng tôi đã thống nhất rằng, nếu như một ngày nào đó anh ấy lại phát điên, thì tôi sẽ đánh cho anh ấy tỉnh ra. Nhưng lần này, có vẻ như tôi không thể đánh cho anh tỉnh ra được nữa. Tàu Việt Bân trẻ không tiếp tục đánh nữa. Anh giơ tay lên, lau nước mắt, chỉ vào tàu Việt Bân. Về sau, anh mà trở thành cái dạng này thì thả chết quách đi cho xong. Tào Việt Bân bò dậy khỏi mặt đất, ngơ ngác nhìn tôi và Tào Việt Bân trẻ, nuốt khan và nói. Chuyện gì vậy? Từ Mỹ? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi không muốn để ý tới anh ta, chỉ vào Tào Việt Bân trẻ nói. Anh không có mắt sao? Hắn... Hắn ta là anh sao? Tào Việt Bân kinh ngạc nhìn Tào Việt Bân trẻ, tiến về phía trước hai bước, hình như muốn vươn tay xác nhận sự tồn tại của chính mình. Nhưng Tào Việt Bân trẻ tuổi kia đã hất tay anh ta ra. Biến đi, thằng khốn, phản bội, mày làm tao phát tờm rồi. Về mặt của Tào Việt Bân cứng đơ, anh ta đã quá quen thuộc với chính mình. Nên từ cử chỉ và giọng điệu của Tào Việt Bân trẻ tuổi này đã ngay lập tức hiểu ra đây chính là bản thân mình ở thời điểm nào. Anh ta ngạc nhiên. Sao cậu lại ở đây? Làm sao cậu tới được đây chứ? Sao ta lại xuất hiện ở đây sao? Tào Việt Bân trẻ tuổi cười lạnh, khuôn mặt tuấn tú vừa khóc vừa cười này, nhìn đặc biệt mìa mai. Có lẽ ông trời không chịu nổi việc mày ngoại tình nên mới sai tao đến đây để thức tỉnh mày đấy. Tào Việt Bân quay đầu lại, đối với hai chữ ngoại tình to ra kiêng rè. Anh ta vén tay áo để lộ vết dẹo có chữ về nhà trên cánh tay và nói. Anh làm việc này đúng không? Anh ta nhìn vào cánh tay quấn băng gạc của Tào Việt Bân trẻ tuổi rồi hỏi. Không thì sao chứ? Từ Mỹ gọi mày về, nhưng con bồ nhí của mày từ chối, thậm chí còn chặn số của cô ấy. Tao chỉ có thể gọi mày về bằng cách này thôi. Có lẽ nhìn thấy Tào Việt Bân lúc này lo lắng hoảng sợ thế nào. Lời nói của Tào Việt Bân trẻ càng thêm mỉa mai. Tào Việt Bân sừng sốt một chút. Anh ta lấy điện thoại di động ra, xem qua nhật ký của gọi nói. Y Sương là tình yêu đích thực của tôi. Đừng gọi cái gì mà bồ nhí khó nghe như vậy. Hơn nữa, cô ấy cũng không phải là người hẹp hòi như thế đâu liệu có hiểu lầm gì đây không tôi ngồi lại về chỗ của mình suy nghĩ xem có nên quay về phòng tránh đi một lúc hay không đằng nào thì mắt không thấy tim không đau nhìn tàu việt bân bây giờ chỉ khiến tôi cảm thấy buồn đôn đúng lúc đó chuông cửa nhà reo lên từ khi lui về quán xuyến gia đình tôi ngày càng ít giao lưu hầu như không có ai đến nhà tôi nên lúc này chuông cửa reo lên tôi hơi bất ngờ, chuẩn bị ra mở cửa. Tào Việt Bân trẻ tuổi không biết đang nghĩ gì, liền đi theo. Nhưng lại không cho Tào Việt Bân được phép tiến tới. Anh chỉ ngón trò vào gã ta và buộc gã ta phải ở nguyên trong phòng khách. Tôi phớt lờ trao đổi giữa hai người, hơi mất kiên nhẫn, đi đến tiền sảnh, mở cửa. Không ngờ người tới lại chính là Y Sương. Cô ta đang mặc áo sơ mi của Tào Việt Bân, Chiếc áo sơ mi vừa vặn của Tào Việt Bân trông rất hoàn hảo theo phong cách boyfriend trên người cô ta. Cô ta thậm chí còn cố tình cởi khuy áo trên cùng, kéo cổ áo để lộ ra xương quay xanh gợi cảm cùng dấu hôn trên đó nữa. Chiếc quần ngắn được giấu dưới áo sơ mi khiến cô ta trông như không mặc quần vậy. Cả người mang vẻ đẹp lười biếng và quyến rũ. Nhưng xuất hiện trước mặt tôi trong trang phục như thế này thì chắc chắn là một sự khiêu khích trần trụi. Từ Mỹ, tôi đánh giá thấp cô rồi. Cô ta cười khẩy với vẻ chán ghét. Ngay khi nhìn thấy tôi, nhưng giây tiếp theo, có lẽ cô ta lại nhìn thấy Tào Việt Bân trẻ tuổi ở bên cạnh tôi, nên có chút sừng sốt. Cuối cùng thì nở nụ cười khó hiểu. Cậu là... Cậu là em trai của Tào Việt Bân sao? Chỉ là bạn gái của anh trai cậu, Y Sương cô ta mỉm cười như hoa đưa tay định bắt tay chào tàu việt bân trẻ nhưng tàu việt bân trẻ tuổi liền tránh cô ta tránh ra tôi không muốn bắt tay bổ nhí y sương về mặt cứng đơ thu lại bàn tay đang lơ lửng trên không trung sau đó đổi sang về mặt chán ghét thì ra là người tư mỹ tìm đến để giúp sức cậu có phải là em trai của tàu việt bân hay không cũng chẳng sao bây giờ anh trai cậu thích tôi về sau tôi sẽ là chị dâu của cậu nếu như cậu biết điều mà lấy lòng tôi khiến tôi vui vẻ, thì tôi vẫn có thể để anh cậu cho cậu cơm ăn. Còn nếu không... <laughs> Cô ta cười một tiếng diễu cợt khinh thường liếc nhìn Tàu Việt Bân trẻ. Tào Việt Bân trẻ sừng sốt. Từ vẻ mặt của anh, tôi có thể thấy được sự chán ghét đối với Y Sương. Còn có chút khó hiểu. Tựa hồ như không rõ tại sao mình lại ngoại tình với loại phụ nữ này. Nhưng anh còn chưa kịp hỏi câu nào, thì Y Sương đã lợi dụng sự ngơ ngác của anh, đẩy Tào Việt Bân chè ra rồi lao vào trong nhà ngay. Cô ta liếc mắt nhìn Tàu Việt Bân ở trong phòng khách, thì liền chạy tới nhào vào vòng tay của anh ta. Việt Bân, em trai anh bắt nạt em, mắng chửi em, thậm chí còn muốn đánh em nữa. Tôi e rằng người phụ nữ này vừa mới tốt nghiệp học viện hí kịch trung ương. Trong chớp mắt, cô ta đã ở trong vòng tay của Tào Việt Bân khóc lóc thê thảm tôi hơi nhức đầu xoa xoa thái dương đang vập vồng sau đó đi tới ngồi xuống ghế sofa nghĩ cách đuổi những người này ra ngoài tàu Việt Bân trẻ không mở miệng giải thích chỉ đóng cửa lại lạnh lùng nhìn hai người đang ôm nhau trong phòng khách tàu Việt Bân đây là cái mặt hàng mày coi trọng sao trong giọng nói của anh hoàn toàn là ghét bỏ có lẽ nghĩ đến việc đây là người mình trân trọng ngoài chán ghét ra anh còn có chút tức giận nữa Tào Việt Bân nghe được lời này thì có chút sừng sốt, còn chưa kịp nói gì. Y Sương đã thò đầu ra khỏi vòng tay của anh ta nói. Tào Việt Bân, em trai của anh quá lỗ mãng. Có phải cậu ta nghe tư Mỹ đặt điều nên mới ra tay với một cô gái như em không? Một người đàn ông mà lại ra tay với phụ nữ thật là quá đáng sợ. Tào Việt Bân, tốt nhất, anh nên tránh xa người em trai man dợ này của anh đi. Tôi cười lạnh nhìn màn kịch này, thấy sắc mặt của Tào Việt Bân càng trở nên u ám hơn theo những lời Y Sương nói. Cuối cùng thì hắn kiên nhẫn nói, Y Sương, em nhất định nhầm rồi, không có khả năng cậu ấy lại ra tay với một cô gái đâu. Làm sao có thể chứ, vừa rồi cậu ta ở cửa hung hãn như vậy, nếu như em không chạy nhanh, nắm đấm của cậu ta đã văng trúng em rồi. Y Sương vừa ngọt nhạt vừa trốn sau lưng Tào Việt Bân. Khẩu vị của Tàu Việt Bân trẻ tuổi dường như hoàn toàn khác với Tàu Việt Bân hiện tại anh diễu cợt câm miệng còn khốn trả xanh tôi ngạc nhiên ngước nhìn tàu việt bân trẻ không ngờ anh lại mắng phụ nữ bon miệng như vậy tàu việt bân trẻ đến ngồi cạnh tôi tôi hơi ghét bỏ định dịch sang một bên nhưng anh đã giữ chặt không cho tôi tránh anh dùng cánh tay dài ôm tôi vào lòng nhìn vô cùng thân mật không ngờ lúc này đây tôi lại nhìn thấy sự ghen tuông ngập đầy trong mắt tàu việt bân tàu việt bân trẻ chỉ vào tôi và nói với tàu việt bân Xem đi, người phụ nữ đó sao có thể sánh với tư tư, chỉ vì cô ta có chút mánh khóe ư. Ừ. Tào Việt Bân, mày đã già đầu rồi mà còn mù sao? Ánh mắt của Tào Việt Bân trẻ đào qua đào lại giữa tôi và Y Sương một vòng. Ánh mắt này khiến tôi tức giận, đang muốn mắng Tào Việt Bân trẻ bệnh vừa thôi. Lại nhìn thấy Tào Việt Bân sắc mặt tái nhợt, thậm chí còn đẩy Y Sương ra khỏi vòng tay của mình. Tôi thầm nhủ, không ổn, thằng chó chết này, e là bắt đầu hối hận rồi. Cũng may, hắn không hối hận mà nghiến răng nghiến lợi. Hơi gian nản nói, Y Sương là một cô gái ngoan hiền, đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. <laughs> Tào Việt Bân trẻ gắt gòng trời một tiếng, giật chồng của người khác mà lại là gái ngoan sao? Mày có biết mày mù thật rồi không? Gái ngoan, đây là lần đầu tiên tao biết rằng một người phụ nữ, dù biết rõ nhưng vẫn làm kẻ thứ ba, lại là gái ngoan đấy gái ngoan mà lại dụ dỗ mày, đồng thời còn gửi ảnh dương chiếu của mày để khiêu khích vợ mày, làm cho tư tư yêu thương của mày buồn sao? Anh cười khẩy và ném điện thoại của tôi vào ngực của Tào Việt Bân. Tào Việt Bân bắt lấy, nhìn tôi rồi nhìn Y Sương với vẻ khó tin. Y Sương lúc này rõ ràng lộ ra vẻ hoảng hốt. Cô ta đưa tay định giật lấy chiếc điện thoại nói. Việt Bân, đừng nghe em trai anh nói vậy. Em không làm như vậy đâu. Cậu ta đổ oan cho em đó nếu như Tào Việt Bân Trẻ là em trai của anh ta thật, có lẽ lời nói của Y Sương vẫn đáng tin. Nhưng đó là anh ta. Chính anh ta nói ra thì làm sao mà có thể không tin được đây? Vì vậy, Tào Việt Bân không cho cô ta cơ hội để giật lấy điện thoại mà đẩy cô ta sang chiếc ghế sofa bên cạnh. Rồi gầm lên, em ngồi im ở đấy. Đây là lần đầu tiên Y Sương nhìn thấy Tào Việt Bân như thế này, sợ tới mức không thể cử động, ngồi im tại chỗ. Tào Việt Bân mở điện thoại ra, tìm đến khung trò chuyện với Y Sương, xem nội dung bên trong, càng nhìn thì sắc mặt của hắn càng tái nhợt thêm vài phần. Hắn ta mở lên xem từng tin nhắn, rất lâu, rất lâu sau, cuối cùng thì không thể chịu nổi nữa, anh ta khuỵu xuống đất, ôm mặt khóc nức lên. Giống như Tào Việt Bân trẻ vừa nãy vậy, anh ta khóc thảm thiết, khóc đến trong lòng chết lặng, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên khỏi lòng bàn tay, nhìn về phía tôi, "Vợ à," anh sai rồi anh có lỗi với em chúng ta đừng ly hôn nữa có được không anh ta quỳ trên mặt đất đi về phía tôi bằng đầu gối nhưng tôi lại quay mặt đi không nhìn anh ta tàu việt bân trẻ tuổi cũng bước tới ngăn cản anh ta lại gần tôi tránh ra đồ đàn ông phản bội giọng nói của tàu việt bân vừa tuyệt vọng vừa đau lòng anh ta hỏi tôi với giọng đức nở vợ ơi tại sao tại sao em không nói cho anh biết tại sao em không mang những tin nhắn này đến chất vấn anh tại sao chắc hẳn anh ta đã hối hận lắm rồi lúc này tàu việt bân đang khóc đến mức mất hết hình tượng chỉ là tôi vẫn không thèm nhìn tới anh ta y sương ở một bên không nhịn nổi nữa đứng bật dậy đỡ người đàn ông này việt bân sao anh có thể quỳ trước mặt ả à ta chứ đứng dậy đi việt bân nhưng đổi lại sự đau lòng và bao che của cô ta lại là một cái tát của tàu việt bân cái tát vang vọng khắp phòng khách, tiếng động chát chúa khiến cho tôi sợ hãi, không khỏi quay đầu nhìn sang. Y Sương không thể tin nhìn Tào Việt Bân. Anh đánh tôi. Tôi đánh cô thì làm sao? Ai bảo cô khiêu khích tư tư như vậy? Ai cho phép cô làm tổn thương cô ấy như vậy? Cút khỏi đây, cút khỏi công ty của tôi, cút khỏi cuộc đời tôi. Tào Việt Bân chỉ vào mũi cô ta gầm lên, đầu ngón tay tức giận run rẩy. Ai cho phép sao? <laughs> y Sương cười khẩy. Đương nhiên là anh rồi, Tào Việt Bân, chính anh đã hết lần này đến lần khác cho tôi cơ hội để đến gần anh, cho tôi cơ hội để khiêu khích cô ta. Tại sao anh lại cho phép tôi chụp những bức ảnh đó? Anh thực sự không biết rằng tôi đã chụp những bức ảnh đó để làm gì sao? Cô ta tức giận gầm lên với Tào Việt Bân, xé bỏ lớp ngụy trang cuối cùng trên người anh ta. Tào Việt Bân có chút sừng sốt, lúc này mới ý thức được mình đã sai lầm biết bao. Anh ta quay đầu nhìn tôi nói, Vợ ơi, không phải đâu, anh không biết cô ta sẽ khiêu khích em. Nhưng sao em không nói cho anh biết? Vì sao sau đó không về chất vấn anh? Nhìn người đàn ông đang khóc trước mặt mình, tôi chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Sao tôi không tra hỏi anh sao? Anh thật sự muốn biết tại sao ư? Ừ, có lẽ sự diễu cợt trong mắt tôi quá rõ ràng, cho nên lúc này đây trong mắt Tào Việt Bân cũng ánh lên cảm giác lảng tránh. Chỉ là tôi không có ý định cho anh ta cơ hội này nữa, bởi vì lúc đầu tôi tin tưởng anh tin tưởng anh sẽ không phản bội tôi nhưng sau đó tôi nhận ra tôi sai rồi anh không hề xứng với lòng tín nhiệm của tôi cho nên tôi bắt đầu thất vọng về anh thất vọng đến mức tôi không còn muốn tra hỏi anh nữa vì tôi không cần anh nữa từng chữ từng chữ nói hết những lời này tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vọng trong mắt của tào việt bân ngày càng sâu sắc hơn sau mỗi lời tôi nói nhưng chỉ vậy là chưa đủ. Chúng ta yêu nhau 10 năm, từ ghế nhà trường cho đến hôn nhân, tôi đã từng tin tưởng anh như vậy, anh lại nói anh thích người phụ nữ này, anh nói cô ta có thể giúp đỡ anh trong công việc, vậy có phải anh đã quên tôi từng kề vai sát cánh với anh, công ty của anh có thể có hôm nay cũng có một phần công lao của tôi không? Khi ly hôn, anh đã dùng cổ phần công ty đền bù cho tôi, phải chăng anh quên mất, đây cũng là một phần tâm huyết của tôi. Bây giờ anh nói với tôi, cô ta trong công việc có thể giúp anh dệt hoa trên gấm thì ai mà không làm được hả? Đầu của Tào Việt Bân rũ xuống, cơ hồ như bị lời nói của tôi công kích không ngóc đầu lên nổi. Nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự bất bình của tôi đây? Ba tháng, chỉ ba tháng ngắn ngủi, anh đã bị người phụ nữ này mê hoặc. Anh có biết, mỗi ngày ở nhà, lúc tôi nhận được những tin nhắn, những bức ảnh khoe khoang của cô ta, sẽ có tâm trạng như thế nào không lúc nãy anh ấy chỉ nói anh mù nhưng tôi cảm thấy anh không phải là người duy nhất bị mù đâu tôi cũng vậy tôi mù mắt mới yêu một kẻ khốn nạn như anh anh xin lỗi anh xin lỗi mà vợ ơi anh sai rồi anh thực sự sai rồi anh thực sự sai rồi mà anh ta khóc giống lên theo lẽ thường tôi phải cảm thấy sung sướng mới đúng nhưng vào thời điểm này tôi chỉ cảm thấy rất mệt mỏi mệt mỏi đến cùng cực đừng gọi tôi là vợ nữa chúng ta ly hôn rồi không không ly hôn không cho phép ly hôn hai người tào việt bân nghe được chữ ly hôn vô cùng kích động một người đứng bật dậy từ dưới đất một người đứng bật dậy từ trên sofa cả hai người đều nhìn tôi chăm chú vẻ mặt có chút đáng thương chỉ là nếu đã biết sẽ có ngày hôm nay thì sao lúc trước còn làm như vậy tôi nói rồi ly hôn. Tôi thực sự không muốn dây dưa với bọn họ thêm nữa, nên tôi liền đứng dậy rời khỏi ghế sofa, nghiêm túc nhìn vào mắt của Tào Việt Bân, nói từng câu từng chữ một. Tào Việt Bân rõ ràng không đồng ý, định tiếp tục thuyết phục, nhưng tôi lại xua tay. Được rồi, hôm nay tôi rất mệt, anh đừng quấy giày tôi nghỉ ngơi nữa, mời các người ra ngoài. Tôi chỉ về hướng cửa, ra lệnh đuổi ba người trong phòng khách. Tào Việt Bân đương nhiên không muốn rời đi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của tôi, sợ ở lại sẽ chỉ chọc tôi tức thêm. Hơn nữa, còn có y xương cần giải quyết. Anh ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi kéo y xương đi và nói với tôi, Vợ ơi, anh sẽ cắt đứt quan hệ với cô ta ngay bây giờ, chờ anh, xong việc anh sẽ về với em. Vừa nói, anh ta vừa lôi người ra ngoài, bất chấp sự vùng vẫy của Y Sương. Còn Tào Việt bân trẻ tuổi thì lại nhìn tôi với vẻ mặt vô tội. Anh không có nơi nào để đi, Tôi sừng sốt trong giây lát. Đúng vậy, anh là người của nhiều năm trước đến đây. Hiện tại anh ấy thực sự không còn nơi nào để đi nữa. Nhưng... Anh có thể đi theo tàu Việt Bân. Không, cái đồ phản bội bẩn thỉu ấy, anh không muốn đi theo hắn. Chàng trai kiên quyết lắc đầu, không chịu đi theo tàu Việt Bân. Tôi cố gắng tranh luận với anh, nhưng cuối cùng thì chỉ có thể chỉ vào phòng khách bên cạnh và nói. Anh có thể ở tạm đây trước, giờ tôi cần phải nghỉ ngơi, đừng làm phiền tôi để tàu việt bân trẻ lại đấy tôi trở về phòng và ngủ thiếp đi đêm qua đã phải đợi cả đêm nên bây giờ tôi thực sự buồn ngủ nhưng khi nằm trên giường tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là tàu việt bân sự dịu dàng và ân cần trước đây cũng như sự thở ơ tổn thương của anh ta đối với tôi trong ba tháng qua rồi vẻ mặt tàn nhẫn của anh ta sau khi trở về nhà vào sáng nay và dáng vẻ khóc lóc ăn năn của anh ta vào buổi chiều chưa đầy một ngày, anh ta vừa luôn miệng nói đã yêu người khác, bây giờ lại tìm đến tôi để hối lỗi. Cho nên người ta nói rằng miệng của đàn ông toàn dối trá. Anh ta đã từng thế non hẹn biển với tôi như thế nào thì nhất định anh ta cũng nói vậy với Y Sương. Bây giờ anh ta hẳn là đã hối hận, nhưng khi nào anh ta sẽ lại cảm thấy những cô gái khác thú vị hơn. Tôi không biết mình ngủ quên từ lúc nào, nhưng hôm sau lúc tỉnh dậy đã là buổi trưa. Khi bước ra khỏi phòng, tôi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trong không khí. Tôi cau mày đi tới phòng khách thì thấy Tào Việt Bân trẻ đeo tạp dề từ bếp bưng đĩa đi tới. Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy cảnh này, hóa ra Tào Việt Bân cũng từng nấu nướng cho tôi chu đáo như vậy. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đứng đó, vẫy tay gọi đến. "Sáng nay anh không làm bữa sáng vì sợ em không dậy được, em đi tắm rửa rồi đi ăn." Tôi không cử động mà nhìn anh chằm chằm, mũi tôi cảm thấy hơi đau xót. Thấy tôi có vẻ kỳ lạ, anh lo lắng đi tới. Từ từ, sao vậy? Tôi giơ tay lau nước trên khóe mắt. Tào Việt Bân đã lâu rồi không nấu cho tôi ăn. Tôi cảm thấy giọng nói của mình có chút run rẩy nên quay người đi vào phòng tắm tắm rửa, không đợi phản ứng của Tào Việt Bân trẻ nữa. Dòng nước máy lạnh lẽo tạt vào mặt, làm nước mắt tôi ngừng rơi, Lẽ ra tôi không nên mắc kẹt trong quá khứ, không thể nhặt lại rác rưởi mình đã vứt đi. Tôi ổn định lại cảm xúc rồi bước ra. Tào Việt bân trẻ đứng ở cửa, lo lắng nhìn tôi. Khi thấy tôi, anh hào hứng nắm lấy tay tôi. Từ từ, em yên tâm, sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Đợi anh, anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất. Anh sẽ không bao giờ trở nên giống hắn ta. Tôi ngước nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Anh từng hứa với tôi rất nhiều điều như vậy. Anh từng thề ước những điều đó với tôi, ở độ tuổi tràn đầy năng lượng và sức sống này, nhưng cuối cùng thì sao chứ? Tôi rút tay ra, lắc lắc đầu rồi đi vào phòng ăn, ngồi vào bàn, mấy món này đều là sở trường của anh, là những món tôi thích nhất vào mấy năm trước, nhưng bây giờ đây nhìn thấy thì lại hơi buồn, ai có thể ngờ rằng phải đến khi ly hôn tôi mới được ăn những món mình đã từng yêu thích có lẽ vì tâm tình không tốt nên trong bữa ăn tàu việt bân chè chỉ im lặng ăn xong thì đi rửa bát tiếng mở cửa chợt vang lên tàu việt bân đã quay lại lúc này anh ta đã mất đi vẻ phấn khích thường ngày và trông cực kỳ chán nản xem ra là cả đêm không ngủ dưới mắt thâm quầng hiện rõ ràng cằm còn chưa cạo râu cả người cũng bơ vờ khi nhìn thấy tôi anh ta dường như được tiếp thêm sinh lực mắt sáng lên. Anh ta chạy về phía trước hai bước, muốn ôm tôi, nhưng tôi nhanh chóng tránh sang một bên. Nhìn thấy sự chán ghét trong mắt tôi, vẻ mặt của Tào Việt Bân có chút tổn thương, nhưng nhanh chóng lên tinh thần nói. Từ Mỹ, anh đã chấm dứt với cô ta rồi, hiện tại anh không còn ràng buộc, em quay lại với anh được không? Tôi cau mày lùi lại một bước, không đáp lời, chỉ lấy điện thoại ra, bấm số quản lý tòa nhà. Quản lý tòa nhà phải không? Có người đột nhập vào nhà tôi, Phiền các anh đến đưa anh ta ra ngoài. Tào Việt Bân không thể tin nhìn tôi. Từ từ, em báo quản lý tòa nhà đuổi anh đi sao? Lúc ly hôn, chúng ta đã thỏa thuận căn nhà này sẽ là của tôi. Anh có biết bây giờ anh đang đột nhập vào nhà riêng không? Anh ta rõ ràng bị sự tuyệt tình của tôi làm đau nhói, hốc mắt có chút đỏ hoe, ươn ướt. Không, chúng ta không ly hôn. Từ từ, chúng ta không ly hôn. Anh không thể nào đồng ý ly hôn được. Anh ta cứ lắc đầu như thể có thể nhận được câu trả lời khẳng định của tôi bằng cách này. Nhưng làm sao tôi có thể không ly hôn được đây? Tôi ngồi trên salon, sờ sờ lớp da trên đó. Cảm giác này quá quen thuộc. Tôi từng cảm nhận được nó trong mỗi đêm mà Tàu Việt Bân không về. Lúc ấy tôi cũng ngồi trên chiếc ghế sa lông này, vuốt ve bề mặt da của nó. Tàu Việt Bân, anh có nhớ, anh đã nói gì với tôi sáng hôm qua khi anh về nhà không? Anh nói anh yêu người khác. Nhưng rồi sao? Tình yêu của anh rẻ tiền đến thế sao? Với tôi là 10 năm, với Y Sương thì là 3 tháng, người tiếp theo anh định yêu trong bao lâu đây? Không, không có người tiếp theo nào hết, anh sai rồi, Tư Tư, anh không ngờ cô ta lại là loại người như vậy, càng không ngờ cô ta lại đi khiêu khích em, thật xin lỗi, anh sai rồi, Tư Tư, anh chỉ yêu em thôi, chỉ yêu mỗi em thôi. Anh ta tiến sát lại muốn ngồi cạnh tôi, nhưng Tào Việt Bân trẻ đã bước tới và ngồi cạnh tôi trước. Hiện tại, tôi đang kháng cự lại Tào Việt Bân, nhưng khi phải lựa chọn giữa hai người, tôi tạm thời chọn để người trẻ hơn ngồi cạnh mình. Còn Tào Việt Bân biết mình mà làm sai điều gì thì sẽ bị đánh thẳng vào tay nên chỉ liếc nhìn Tào Việt Bân trẻ rồi ngồi đối diện với tôi. Anh ta ngồi rất dè dặt chỉ dám đặt một phần ba mông, như thế tôi mà tức giận thì sẽ lập tức quỳ xuống ngay. Tôi buồn cười lắc đầu. Tào Việt Bân, anh quên rồi sao? Sáng hôm qua, ngay tại đây, tôi hỏi anh tại sao nhất định phải vào kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Anh nói sao? Anh nói là vì cô ta muốn gặp anh. Anh nhìn xem, chỉ vì người phụ nữ đó muốn gặp anh, anh có thể để tôi một mình ở nhà mà lên đường với cô ta. Vào kỷ niệm 3 năm ngày cưới, bây giờ anh nói yêu tôi anh không cảm thấy buồn nôn sao tào việt bân anh thực sự quá tởm lợm trong giọng nói của tôi mang theo sự căm ghét mãnh liệt tào việt bân tuyệt vọng nhìn tôi nước mắt cuối cùng cũng chảy ra anh ta thực sự quỳ xuống từ tư anh thật sự biết mình sai rồi đừng buông tay anh anh sẽ sửa đổi nhất định sẽ sửa đổi <laughs> sửa đổi sao tôi cười lạnh lắc đầu anh vừa mới nói không biết y sương là người như vậy cho nên mới yêu cô ta không anh không yêu cô ta anh yêu em Tào việt bân lắc đầu tôi mỉm cười nhẹ anh yêu tôi sao anh yêu tôi tại sao lại muốn làm tổn thương tôi từ khi gặp y sương anh thường xuyên không đếm rỉa tới tôi vô số đêm anh làm thêm giờ tôi ngồi trên chiếc ghế chờ anh trở về vì anh mà cứ trong đèn chờ đợi còn anh thì làm gì chứ anh đang bận rỗ y sương vui vẻ đưa cô ta đi ăn tối dưới ánh nến. Tào Việt Bân nhìn tôi, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, cũng không giấu được sự hối tiếc trong mắt anh ta. Nhưng tôi còn chưa có nói xong. Khi xưa cùng anh dốc sức cố gắng, tôi là cánh tay phải của anh, cùng anh xây dựng công ty từng chút một. Chính anh là người yêu cầu tôi lui về hậu phương, luôn miệng nói rằng muốn để tôi hưởng phúc. Thực tế thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là giam cầm tôi và khiến tôi chết dần chết mòn, chúng ta thật buồn cười biết bao. Khi tôi đã quen với việc đợi anh đi làm về, anh lại nói với tôi rằng anh đã yêu một người có thể giúp đỡ anh trong sự nghiệp. Những lời này khiến sắc mặt của cả hai người đều thay đổi, dù sao việc để tôi lui về hậu phương là ý của Tào Việt Bân, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng đây lại là cách giam cầm tôi. Tào Việt Bân trẻ là người đầu tiên phản ứng, từ từ anh xin thề anh sẽ không bao giờ để em lui về hậu phương em muốn làm gì thì làm anh sẽ không áp đặt suy nghĩ của mình lên em tôi từ chối cho ý kiến về hành vi bày tỏ tâm ý của tào việt bân trẻ nhưng vẫn nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt tôi sắc mặt tái nhợt và tội lỗi anh nói anh không biết y sương là người như thế nào nên mới yêu cô ta nhưng cô ta biết anh đã có vợ mà còn dính lấy sao anh lại không biết phẩm giá của một người phụ nữ như vậy cơ chứ tào việt bân anh từ nhỏ đã có tư chất thông minh hiểu rõ bản tính con người đó là lý do tại sao anh có được sự nghiệp như ngày hôm nay anh thực sự không biết những mánh khóe cô ta làm sau lưng anh ư hay là anh hoàn toàn không quan tâm rằng những mánh khóe ấy sẽ làm tổn thương tôi đối mặt với câu hỏi của tôi sắc mặt của tào việt bân tái nhợt anh ta biết rằng không thể biện hộ cho những gì mình đã làm trước đó. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy anh ta vì hối hận mà cánh tay run rẩy, cuối cùng anh ta cũng cúi đầu không dám nhìn tôi, hỏi mà như đang van nài tôi, "Vậy trong thời gian chờ 30 ngày hòa giải này, anh có thể ở bên em không?" Tôi lạnh lùng lắc đầu, "Không được, nếu anh ở đây, tôi không bình tĩnh nổi." Tôi chỉ hận không thể lập tức đi lấy giấy ly hôn chính thức về ngay lập tức. Tào Việt Bân nét mặt đau khổ, miệng mở ra nhưng cũng chẳng thốt lên được lời nào. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, tôi đứng dậy đi mở cửa. "Cô Tư, cô vừa báo có người đột nhập nhà cô có phải không?" Bảo vệ đứng ngoài cửa lo lắng nhìn vào trong phòng, tôi gật đầu. "Đúng rồi, ở trong phòng khách đó, anh đưa anh ta đi đi." nhân viên bảo vệ theo tôi vào phòng và thấy Tào việt bân đang đứng dậy họ ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông đang ngồi trong phòng khách nhất thời không phân biệt được là ai đột nhập vào nhà nữa tôi chỉ vào tàu việt bân và nói là anh ta đuổi anh ta ra ngoài nhân viên bảo vệ có chút e ngại nhìn tàu việt bân sau đó khó hiểu nói cô tư vợ chồng cãi nhau không cần gọi người khác đâu tôi trầm mặt xuống nói không phải không phải cái gì cơ Bảo vệ có chút sừng sốt Chúng tôi không phải là vợ chồng nữa Chúng tôi đã ly hôn rồi Và giờ nhà này thuộc quyền sở hữu của tôi Giờ anh ta đang đột nhập vào nhà dân bất hợp pháp Người bảo vệ nhìn chúng tôi Với vẻ mặt hóng chuyện Nhất thời hơi khó xử Anh ta có vẻ muốn khuyên giải thêm Nhưng tôi đã kiên quyết Đuổi anh ta ra ngoài Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát Cảnh sát mà đến thì tòa nhà sẽ càng bị ảnh hưởng không tốt đâu đây Lúc này bảo vệ mới nhận ra rằng tôi không phải đang giận dỗi chồng tôi. Họ bất lực bước tới và nói với Tào Việt Bân. Anh Tào, sao anh không ra ngoài tránh mặt một chút đi? Chờ cô Tư nguôi giận thì lại quay về. Tào Việt Bân đau đớn lắc đầu lầm bầm. Cô ấy sẽ không bao giờ nguôi giận. Cô ấy cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa. Cuối cùng anh ta rời đi sau khi được một số nhân viên bảo vệ thuyết phục. Tào Việt Bân rời đi khiến Tào Việt Bân trẻ cảm thấy trong lòng cũng khó chịu. Tuy rất ghét Tào Việt Bân hiện tại, nhưng anh cũng rất rõ người đàn ông đó chính là mình. Tôi hận Tào Việt Bân, đương nhiên cũng hận anh. Vì thế sau khi Tào Việt Bân rời đi, anh càng chăm chút tôi tỉ mỉ hơn. Trong thời gian này, ở nhà anh luôn săn sóc tôi, dù tôi có từ chối, xua đuổi như thế nào đi chăng nữa, anh cũng không chịu đi thậm chí ngay cả khi tôi dọa gọi cảnh sát thì anh vô lại ngồi bệt xuống đất và nói Vậy thì cứ gọi cảnh sát đi, khi nào hết thời hạn tạm giam, anh lại quay về với em. Tôi hiểu rằng bây giờ Tào Việt Bân trẻ đang ở giai đoạn thương yêu tôi nhất nên có thể làm được những điều này. Nhưng một ngày nào đó anh ta thay đổi thì sao? Vì vậy tôi không hề cảm động trước những hành động lấy lòng của anh ta mà chỉ có thể từ chối. Ở nhà nhiều ngày như vậy tôi chưa từng bước chân ra ngoài. Tào Việt Bân trẻ sợ tôi ở nhà chán nản nên bắt tôi đưa ra ngoài đi dạo. Nhắc mới nhớ, từ sau khi kết hôn, đã lâu rồi tôi không được thư thả ra ngoài dài sầu. Lại thấy Tào Việt Bân trẻ đang mặc bộ quần áo không thoải mái của Tào Việt Bân. Tôi quyết định dẫn anh ta đi mua vài bộ quần áo phù hợp với giới trẻ. Từ Mỹ, em bằng lòng tiếp nhận anh rồi có phải không? Không thì tại sao lại dẫn anh ra ngoài mua quần áo chứ? bước vào trung tâm thương mại, biết được mục đích của tôi nên anh vô cùng hưng phấn. Trông cả người anh vô cùng hăng hái, anh chưa bao giờ thích mua sắm ở các trung tâm thương mại, nhưng giờ đây lại bắt đầu hứng thú quan sát từng cửa hàng. Tôi bất lực nhìn người đàn ông trẻ con này nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ làm sao để có thể đưa anh trở về lại quá khứ. Ngay khi chúng tôi mới ghé thăm hai cửa hàng mà lại thu được khá nhiều thành quả, thì chợt nghe thấy những tiếng ồn ào dữ dội khi bước ra ngoài. Những trung tâm mua sắm lớn như thế này, nhìn chung thì cũng không quá là ồn ào, nên động tĩnh cỡ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy không thích hóng hớt trò vui, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng sẽ gặp vài tình huống bất ngờ nào đó, liền hướng về nơi phát ra tiếng ồn mà đi tới, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không ngờ lại gặp Tào Việt Bân và Y Sương ở đây, Y Sương túm chặt lấy tay áo của Tào Việt Bân, nhưng Tào Việt Bân lại đang vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm chế của cô ta. Tào Việt Bân, anh không thể bỏ rơi em. Trước đây, anh nói anh yêu em cơ mà. Anh không thể nói muốn bỏ là bỏ em được. Y Sương bây giờ hoàn toàn khác với bộ dạng cô gái nũng nịu trước đây, cũng không có cái vẻ đẹp duyên dáng chi thức, nắm chắc thắng lợi trong tay nữa. Khi nhìn thấy hai người đó, tôi vội quay người muốn rời đi. Nếu gặp hai người này, thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Ai mà biết được, tôi vừa xoay người bỏ đi thì lập tức khiến cho Tào Việt Bân chui đến. Anh ta nhìn thấy tôi thì vô cùng hưng phấn, dùng hết sức lực đẩy y xương ra rồi chạy về phía tôi. "Từ từ, em đừng đi, em nghe anh giải thích đã." Anh ta bước đến nhanh tới nỗi, tôi chưa kịp rời đi thì đã bị Tào Việt Bân nắm lấy cổ tay. "Từ Mỹ, xin em hãy nghe anh giải thích đã, anh không còn liên quan gì đến cô ta nữa." Hôm nay anh đến đây để gặp em. Không biết cô ta khi nào lại bám theo anh tới đây rồi. Tào Việt Bân tiếp tục giải thích. Nhưng tôi chỉ cảm thấy xấu hổ trước đám đông. Nên đã mạnh tay thoát khỏi gông cùng xiềng xích của Tào Việt Bân. Các người thế nào thì liên quan quái gì đến tôi. Tôi gầm gừ với anh ta và chuẩn bị rời đi. Không ngờ Y Sương lại lao tới chặn đường. Chỉ vào mặt tôi mà hét lớn. Mọi người đến xem con đàn bà vô liêm gì này. Sau khi ly hôn, cô ta vẫn quấn lấy chồng cũ, muốn chồng cũ với tôi tan vỡ. Tôi còn đang mang thai, bây giờ cô ta làm vậy là ép đứa bé không có cha. Trông bộ dáng của cô ta như kiểu đau lòng gần chết, cứ như cô ta đã bị hãm hại ghê lắm ấy. Những người xung quanh vốn thích xem trò vui. Nghe thấy Y Sương nói lời này, bọn họ lập tức trở nên kích động. Mọi người đều nhìn tôi và chỉ trò. Ly hôn rồi thì cô nên tránh ra chồng cũ ra, bộ cô không biết giữ khoảng cách sao? Sau khi ly hôn, các người đã không còn là người một nhà nữa. Huống chi bây giờ anh ấy đã có bạn đời rồi. Phiền phức nhất là mấy cái loại vợ cũ, bạn gái cũ gì đó phát tầm lên được. Nếu như cô có thể bỏ qua thì đừng có chia tay, ly hôn, ly hôn rồi lại tới phá hoại hạnh phúc của người khác. Những lời chỉ trích xung quanh ngày một lớn hơn, tôi gần như bị bùa vây bởi sự ác ý từ họ. Cả Tàu Việt Bân và Tàu Việt Bân lúc trẻ đều xông lên trước bảo vệ tôi. Thấy vậy, Y Sương liền chỉ tay về phía Tào Việt Bân trẻ và nói. Mọi người nhìn con ả này, một bên bám lấy chồng cũ, một bên cấu kết với em trai anh ấy. Sao cô ta có thể vô liêm gì như vậy chứ? Trong lúc nhất thời, đám đông càng lúc càng hăng tiết la mắng tôi. Tào Việt Bân muốn giải thích, nhưng những người xung quanh chỉ vào trời rùa và ngăn anh ta mở miệng. Tôi muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng những người tự nhận là phe chính nghĩa ấy lại cứ hết lần này tới lần khác càn đường tôi, khiến tôi không thể rời đi. Mà Y Sương còn không ngừng tạt nước bẩn lên người tôi. Tôi không nhịn được nữa. Tôi trực tiếp bước tới tát Y Sương. Chúng tôi ly hôn. Sao cô không nói lý do tại sao chúng tôi phải ly hôn? Sao không nói cho tôi nghe vì lý do gì cô lại ở bên người khác khi biết người đó đã có vợ? Sao cô không nói mình là bồ nhí làm tan vỡ gia đình của người khác? sao cô không nói chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn hòa giải trước ly hôn còn chưa nhận được phán quyết ly hôn chính thức từ tòa nữa hả? Y sương bị tát một cái choáng váng, không ngờ tôi lại dám đánh trả dù đang ở thế bất lợi nên lúc này cô ta đại khái chỉ có thể bụng mặt và khóc. Cô ta vừa khóc vừa muốn kéo Tào Việt bân đi, nhưng Tào Việt bân lại tránh được. Người đàn ông lét mặt khó coi, khóe mắt ửng đỏ nhìn Y sương. Điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời này là để cho cô dụ dỗ tôi ly hôn với Tư Mỹ. Y Sương suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất khi bị anh ta gạt ra. Cô ta kinh ngạc nhìn Tàu Việt Bân hét lên như điên. Đúng là tôi dụ dỗ anh nhưng không phải anh tự mình nói thích tôi sao? Không phải tự anh nói ngày càng cảm thấy Tư Mỹ nhạt nhẽo vô vị sao? Không phải anh chủ động chăm sóc gần gũi tôi sao? Bây giờ tôi mang thai nhưng anh lại muốn quay về bên Tư Mỹ. Vậy còn tôi thì sao? Vậy đứa bé trong bụng tôi thì sao đây? sắc mặt của những người xung quanh lúc này dượng chân. Dù sao thì bọn họ cũng vừa giúp tình nhân nhục vợ chính thức là tôi đây. Cô gái, thật xin lỗi, vừa rồi chúng tôi bị người phụ nữ đó lừa gạt. Có người đến giải thích với tôi. Tôi bực bội gật đầu nhưng trong lòng thì không muốn tha thứ. Mà bên kia, Tào Việt bân đối mặt với câu hỏi của Y Sương liền lạnh lùng nói. Tôi bảo cô phá thai. Lúc này mới bao lâu mà cô thử ra có thai được? Ai biết được cái thai đó có phải là của tôi hay không? Y Sương tức giận đến mức tiến lên tát anh ta một cái. Tào Việt Bân, tên khốn kiếp này, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh. Nói xong, cô ta lập tức xoay người rời đi. Giờ khắc này, ngược lại, Y Sương bỗng trở nên phóng khoáng. Tôi nhìn bóng lưng Y Sương không nói nên lời. Một người con gái đàng hoàng, tại sao lại muốn làm kẻ thứ ba? Y Sương rời đi, Tào Việt Bân lại bám theo tôi. Để không bị mọi người vây quanh nữa, tôi đành để anh ta theo ra ngoài trung tâm thương mại, đi xuống gara dưới tầng hầm. Anh làm gì ở đây? Trong gara có ít người nên tôi đứng trước đầu xe cách anh ta khoảng một mét. Tào Việt Bân im lặng một lúc mới nói. Thời gian này anh không thể nào vào tiểu khu nên chỉ có thể ở cổng đợi em. Hôm nay cuối cùng thì anh cũng thấy em đi ra ngoài nên anh đi theo em. Vậy rốt cuộc anh đang làm gì ở đây? Tôi cau mày và hỏi lại lần này trông còn thiếu kiên nhẫn hơn từ từ anh không muốn ly hôn không thể nào tào việt bân kể từ thời khắc anh phản bội tôi chúng ta đã định sẵn sẽ phải chia tay anh ta có vẻ bị hai từ chia tay kích thích nên đã hét lên vào mặt tôi tại sao tại sao chứ em thậm chí còn không cho tôi cơ hội phạm sai lầm dù chỉ một lần hả đúng vậy tôi sẽ không cho dù chỉ một lần vì một lần thôi anh đã thành dơ bần rồi anh ta đau khổ nhìn tôi nếu anh không đồng ý ly hôn thì sao vậy thì tôi sẽ kiện tôi có rất nhiều chứng cứ chứng tỏ anh ngoại tình là y sương gửi cho tôi cuộc hôn nhân này nhất định phải kết thúc thái độ của tôi quá cứng rắn kiên quyết đến mức tào việt bân thực sự cảm thấy khó chịu anh ta chỉ vào tào việt bân khi còn trẻ nói là vì em có nó để thay thế tôi có phải không đôi mắt anh ta chứa đầy sự ghen tị thật buồn cười anh ta đang ghen tị với chính bản thân mình kìa không từ giây phút tôi quyết định không cần anh nữa tàu việt bân nào thì tôi cũng sẽ không cần bất cứ là tàu việt bân ở thời điểm nào đi chăng nữa về đến nhà mãi đến khi tàu việt bân trẻ cùng tôi bước vào nhà tôi mới nhận ra rằng mình đã quên giao người này lại cho tàu việt bân sắc mặt của anh trông cũng không được tốt hoàn toàn mất đi sự hào hứng khi mới đến trung tâm thương mại về sau anh vẫn chăm sóc tôi mỗi ngày nhưng lại ít nói hơn ngay từ đầu tôi đã không muốn nói chuyện với anh nên việc anh nói ít hơn lại tốt cho tôi hơn ngoài ra tàu việt bân gần đây không làm phiền nên cuộc sống hàng ngày của tôi khá là thoải mái sẽ tốt hơn nếu như có thể gửi tàu việt bân trẻ này về tôi cũng tìm kiếm rất nhiều về việc du hành thời gian trên internet mọi chuyện bí ẩn đến mức tôi không dám nói cho ai biết về tàu việt bân khi còn trẻ tất nhiên cũng chẳng ai tin lời tôi nói đâu cho đến hôm trước khi đi nhận phán quyết ly hôn chính thức, tôi hơi lo lắng Tào Việt Bân sẽ gây chuyện nên đã gọi điện cho anh. Ngày mai, anh đừng quên đến cục dân chính để nhận quyết định ly hôn đây. Bên kia điện thoại, Tào Việt Bân im lặng hít vào một hơi thật sâu. Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy cả sự nhẫn nại trong hơi thở của anh ta. Trung Bình nhất định phải ly hôn sao? Phải. Vậy, được rồi. Mai gặp em. Chỉ qua điện thoại tôi cũng có thể nhận ra hiện tại anh ta đang ở trong tình trạng rất tồi tệ. Chỉ là tôi không muốn quan tâm đến người này nữa mà thôi. Nghe xong cuộc điện thoại, Tàu Việt Bân Trẻ cuối cùng cũng chủ động nói chuyện với tôi. Em cũng không chấp nhận anh sao? Tôi gật đầu. Tại sao chứ? Anh có vẻ rất tức giận. Tức giận đến mức hốc mắt ươn ướt. Anh ta phản bội em, nhưng anh thì không. Em không thể vì tội lỗi của anh ta mà kết án tử hình cho anh chứ. Nhưng anh là anh ta mà, không phải sao? Tôi bình tĩnh nói. Không, anh không phải là anh ta. Anh sẽ không phản bội em. Em không thể đồng nhất anh với anh ta được. Anh không bao giờ vì một người phụ nữ như Y Sương mà phản bội em. Em không thể trừng phạt anh vì những sai lầm mà anh ta đã gây ra. Thật không công bằng với anh mà, tư tư. Anh thấp giọng gắn lên từng tiếng ấm ức, trong mắt đều là không cam lòng. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh nhìn anh. Nhưng anh không thể phủ nhận anh và anh ta là một người bây giờ anh nói sẽ không phản bội tôi vì anh đang yêu tôi nhưng một ngày nào đó anh sẽ gặp được người mà anh cho là tốt hơn anh sẽ không chút do dự mà phản bội tôi bỏ rơi tôi giống như anh ta vậy anh nhất định không như thế em không thể đánh giá anh bằng những chuyện chưa xảy ra được anh khóc và lắc đầu không chịu thừa nhận rằng tất cả những điều mà tàu việt bân làm đều sẽ xảy ra với anh ta tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má anh thì thầm nhưng đây không phải là chuyện chưa xảy ra, mà là chuyện đã xảy ra với tôi rồi. Anh có thể nói hiện tại anh yêu tôi, sẽ không phản bội tôi, làm sao anh có thể đảm bảo rằng 5 năm sau, 10 năm sau anh vẫn duy trì được tình yêu này chứ? Anh nghiến ra nghiến lợi nói, sao em có thể chắc chắn rằng anh sẽ không làm được? Tôi cười khẽ, bởi vì sau này anh đã làm như vậy mà, có đúng không nào? Không phải sao? Anh là người làm ăn. Nếu anh biết mình sẽ thua lỗ trong một hạng mục, anh vẫn sẽ đầu tư sao? Tào Việt bân trẻ lặng lẽ nhìn tôi. Cuối cùng anh cũng hiểu rằng tôi thực sự không còn yêu anh nữa. Vì tôi đã dùng từ hạng mục để mô tả tình cảm của tôi với anh. Anh lau nước mắt trên mặt tôi, hoang mang nhìn tôi nói. Từ Mỹ, anh sẽ không ly hôn với em. Nói xong, anh ta đứng dậy bước ra khỏi cửa. Tôi có chút sừng sốt, không hiểu ý anh nhưng vô thức hỏi. Anh đi đâu vậy? Anh quay người lại, lộ ra nụ cười buồn bã. Mấy ngày nay, em đều muốn đuổi anh ra ngoài còn gì? Tôi ngần mặt một lúc, cuối cùng thì gật đầu. Đúng vậy. Anh sẽ không làm gì khiến Tư Tư không vui, cho nên anh chủ động ra ngoài. Tư Tư, em nhất định phải vui vẻ. Nụ cười trên mặt anh càng ngày càng rạng rỡ nhưng cũng càng ngày càng tái nhợt. Cho đến khi anh rời đi, tôi không thể cưỡng lại được nụ cười của anh khi tôi định thần lại không biết anh đã đi bao lâu mặc dù anh là người của quá khứ bước đến nhưng với khả năng của anh tôi không lo sẽ xảy ra chuyện nên cũng chẳng ra ngoài tìm mãi cho đến ngày hôm sau tôi ở cửa cục dân chính không đợi được tàu việt bân mà đợi được cuộc gọi từ cảnh sát tàu việt bân bị giết nhịp tim tôi đột nhiên đập thật nhanh làm sao tàu việt bân có thể bị giết được khi đến giờ cảnh sát tôi chỉ nhìn thấy thi thể của Tàu Việt Bân và vẻ mặt nghi hoặc của tất cả các điều tra viên cảnh sát. Vẻ mặt của Tàu Việt Bân khi chết rất kỳ lạ. Rõ ràng là có người đã dùng kéo đâm thẳng vào tim anh ta, nhưng vẻ mặt anh ta lại có cảm giác thật nhẹ nhõm. Cảnh sát nói với tôi rằng, theo mọi dấu vết để lại, vụ án này giống như một vụ giết người. Bởi vì một người bình thường không thể tự đâm chiếc kéo vào tim mình từ góc độ đó nhưng điều kỳ lạ là họ không thể tìm thấy bất kỳ dấu vân tay của người thứ hai nào tại hiện trường vụ án trên hung khí giết người và trên xa của tàu Việt Bân đều chỉ có dấu vân tay của chính anh ta mà thôi. Ngoài ra tại hiện trường vụ án còn tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh trong đó ghi rõ toàn bộ tài sản sẽ được trao cho tôi sau khi anh ta qua đời. Nếu như không phải trước đó chúng tôi đã điều tra chứng cứ ngoại phạm của cô Tư đây thì chúng tôi đã nghi ngờ cô Tư làm ra việc này. Tôi nghe nói cô sắp ly hôn sao? Cảnh sát hơi bất đắc dĩ mở miệng. Tôi gật đầu một cách tùy tiện, đầu óc tôi đang rất rối bời, bởi vì tôi biết người giết Tào Việt Bân chính là anh ta, con người của anh ta những năm về trước. Tôi đến đồn cảnh sát nhận thi thể và làm mọi thủ tục trước khi trở về nhà, tôi nóng lòng muốn quay lại gặp Tào Việt Bân khi trẻ và xem anh ta như thế nào, chỉ là tôi không tìm thấy dấu vết nào của anh ta ở nhà tôi nữa. Nhưng những lời khi anh rời đi mà tôi không kịp phản ứng lại hiện lên trong đầu tôi. Từ Mỹ, anh sẽ không ly hôn với em. Đó là ý này. Tàu Việt Bân ở thế giới này đã chết, nhưng còn Tàu Việt Bân trẻ thì sao đây? Anh đã trở lại không gian, thời gian của anh trước kia. Liệu anh có yêu từ Mỹ của những năm về trước khi quay trở lại đó không? Bức thư tuyệt mệnh của Tàu Việt Bân, lúc này tôi mới có thời gian để mở ra đọc tôi là tào việt bân người tôi yêu nhất là tư mỹ nhưng tôi đã phản bội cô ấy nó bắt đầu khi nào ba tháng trước sau hay là sớm hơn người ta nói đàn ông có tiền thì sẽ trở nên hư hỏng tôi chưa bao giờ tin điều này nhưng khi công ty của tôi ngày càng khá lên tôi có nhiều tiền hơn nhiều quyền lực hơn và vị thế cao hơn mỗi khi ra ngoài giao lưu tôi lại bị các xếp công ty khác gửi nhạo vì thậm chí tôi còn không có phụ nữ đi cùng Lúc đầu tôi không quan tâm, vì không phải là tôi không có bạn gái, mà là tôi không nỡ để tư tư của mình ra ngoài xã giao. Cô ấy không thích những nơi chướng khí bù mịt này. Tôi từng thề rằng tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, để cô ấy ở nhà trở thành bông hồng xinh đẹp nhất. Nhưng thời gian trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy sự hy sinh mà tôi dành cho Tư Mỹ quá lớn, từ chối mọi cám dỗ vì cô ấy, một mình đối mặt với những âm mưu lừa gạt thương trường vì cô ấy cho đến khi tôi gặp được y sương thư ký của tôi bình thường cô ấy luôn nhu mì yếu đuối nhưng mỗi khi nhìn tôi ánh mắt cô ấy lại tràn ngập sự ngưỡng mộ khả năng kinh doanh của cô ấy cũng rất xuất sắc điều này khiến tôi càng đánh giá cô ấy cao hơn tôi định đi dự tiệc tối một mình như thường lệ nhưng y sương nói rằng không có phụ nữ sẽ khiến tôi mất mặt cô ấy sẵn sàng tham dự với tư cách là bạn gái của tôi tôi biết mình nên từ chối nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô ấy tôi đã sai lầm và đồng ý tôi gây ấn tượng trong bữa tiệc tối đó họ đều nói rằng người bạn đồng hành mà tôi mang theo là tuyệt vời nhất nói rằng cuối cùng thì tôi đã nghĩ thông suốt tôi không thích ánh mắt ám muội của những người đó khi nhìn tôi và y sương nhưng tôi rất hài lòng với những lời khen ngợi từ bọn họ sau khi xong việc tôi đưa y sương về nhà uống chút rượu má cô ấy đỏ bừng trông rất đáng yêu xuống xe cô ấy nhìn tôi nói tổng giám đốc tàu những dịp như thế này em sẽ đi cùng anh anh sẽ là người có thể diện nhất trong tất cả đám đàn ông đôi mắt cô ấy rất sáng khiến trái tim tôi cũng sáng lên sau này mối quan hệ của tôi với y sương phát triển rất nhanh khiến tôi không khỏi bất ngờ cô ấy luôn dịu dàng nói với tôi rằng cô ấy yêu tôi không quan tâm thân phận hay tôi đã có vợ cô ấy chỉ yêu chính con người tôi mà thôi nhưng cô ấy càng nói vậy thì tôi càng không khỏi cảm thấy có lỗi với cô ấy đến nỗi quên mất Tư Tư đang ở nhà. Vào kỷ niệm 3 năm ngày cưới, tôi thực sự đã chuẩn bị một món quà cho Tư Tư, nhưng trước khi về nhà thì tôi lại nhận được điện thoại của Y Sương, cô ấy đang say, khóc, nói muốn gặp tôi. Tôi nhịn không nổi nên đã đến nhà cô ấy, sau đó thì không đi nổi nữa. Chúng tôi đi ngủ, sáng sớm tỉnh dậy, đầu tôi lúc đó như muốn nổ tung, tôi có chút sợ hãi nhưng cũng có chút vui thầm y sương rất ân cần cô ấy chủ động nói không cần tôi chịu trách nhiệm cô ấy chỉ yêu mình tôi không muốn phá hoại gia đình tôi nhìn thấy một người phụ nữ cố gắng thỏa hiệp như vậy tôi lại càng không thể để cho cô ấy thất vọng tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với cô ấy vì vậy tôi đã đưa ra quyết định mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời này đó là về nhà và đề nghị ly hôn với tư 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 khóc hỏi tôi tại sao lại là ngày hôm qua tôi cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng tôi biết nếu tôi không ly hôn thì sẽ có lỗi với cả hai người phụ nữ. Nên tôi đã nói thật. Bởi vì hôm qua cô ấy muốn gặp tôi. Tôi tưởng rằng cô ấy sẽ đánh hoặc bắn tôi. Nhưng cô ấy không làm như vậy. Cô ấy lau nước mắt và chủ động cùng tôi đến cục dân chính để ly hôn. Rõ ràng là tôi muốn ly hôn. Nhưng khi thực sự ly hôn rồi thì tôi vô cùng đau đớn tôi đã cố gắng nói với cô ấy rằng chúng tôi có thể là bạn bè và người thân trong tương lai nhưng cô ấy lại nói không tôi không thích liên quan tới những người đàn ông đã có bồ câu nói này như một cái tát vào mặt tôi vậy để chấn an bản thân tôi đến nhà y sương cho cô ấy biết rằng tôi đã ly hôn và sẽ có trách nhiệm với cô ấy như thể bằng cách này tôi có thể tự nhủ rằng ít nhất tôi đã không làm y sương thất vọng tôi tự nhủ rằng bây giờ đây tôi đã yêu y sương và việc tiếp tục ở bên tư tư sẽ chỉ khiến cả ba chúng tôi tổn thương mà thôi nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi của những năm về trước sẽ xuất hiện khi tôi nhìn thấy chính mình của những năm trước đây mọi thứ tôi có với tư tư đều tràn vào tâm trí tôi trong lòng tôi dâng lên một cảm giác hối hận tôi chỉ có thể tự nhủ mình không thể hối hận một khi hối hận thì không chỉ có tư tư tổn thương nhưng không ngờ không ngờ rằng Y Sương một mặt nói với tôi rằng cô ấy không cần thân phận, chỉ yêu mình tôi. Một mặt lại dùng ảnh thân mật của chúng tôi để khiêu khích và làm tổn thương tư tư. Tôi của những năm trước đã hỏi tội tôi, tại sao tôi lại nghĩ người phụ nữ có thể quyến rũ người đã có gia đình là một người phụ nữ tốt? Tôi hoảng hốt. Tại sao trước đây tôi chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được người phụ nữ như vậy có ý nghĩa gì trong đầu, mà bây giờ thì tôi lại bù quáng như vậy. Y Sương hỏi tôi, có thật sự không biết tại sao cô ấy lại chụp ảnh không? Sau đó tôi mới nhận ra rằng, thực ra tôi đã biết điều đó, nhưng tôi đã tự tẩy não bản thân mình để khiến bản thân mình cảm thấy rằng việc mình làm không hề sai. Tôi hối hận, đào việt bân của những năm trước khiến tôi nhớ đến tình yêu của tôi dành cho Tư Tư, tôi cũng tự dưng cảm thấy phát ốm vì đã yêu một người phụ nữ như Y Sương. Đúng vậy, tôi đổ hết tội lỗi cho Y Sương tôi sa thải cô ấy chia tay cô ấy thậm chí còn muốn đuổi cô ấy ra khỏi giang thành nhưng tôi vẫn không thể xoay chuyển được tư tư thậm chí còn để tư tư biết rằng y sương đang mang thai đứa con của tôi tư tư nói tôi bẩn thỉu bởi vì tôi bẩn thỉu nên ngay cả tàu việt bân của những năm trước cô ấy cũng không yêu nữa tôi biết tôi thực sự đã xong rồi tôi không còn cách nào có thể cứu vãn chuyện với tư tư nữa tôi bắt đầu điên cuồng trả thù y sương sợ cô ấy sẽ làm tổn thương tư tư nên tìm mọi cách để chấn áp cô ấy khiến cô ấy không thể sống ở giang thành nổi cuối cùng cô ấy cầu xin tôi thương xót phá thai hứa sẽ không gây rắc rối cho tư tư nữa sau đó tôi đưa cô ấy một khoản tiền và để cô ấy rời khỏi giang thành một ngày trước khi tôi nhận được phán quyết ly hôn tư tư đã gọi điện nhắc nhở tôi ngày mai đừng quên tới nhận giấy ly hôn nên tôi vô thức lại cầu khẩn cô ấy một lần nữa nhưng vẫn bị từ chối với trái tim tràn đầy tuyệt vọng tôi đã gặp tào việt bân của những năm về trước anh ta nói rằng tôi sẽ không đồng ý ly hôn với tư mỹ sổ hộ khẩu của cô ấy chỉ có thể ghi là quá phụ chứ không phải là ly hôn tôi sững sờ một chút đã hiểu mục đích anh ta đến đây đồng thời tôi cũng đã chấp nhận phán quyết của anh ta anh ta dùng một chiếc kéo đâm vào ngực tôi tôi có thể cảm nhận được sự sống đang trôi đi. Cùng lúc cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ tôi có thể tẩy sạch sẽ chính mình và khiến cho tư tư nhìn tôi thêm một lần nữa. Trước khi ý thức của tôi biến mất, tôi nhìn thấy tàu Việt Bân của những năm trước cũng đang dần dần tan biến. Nhưng anh ta không hề hoảng sợ mà nói với tôi. Tôi sẽ quay lại những năm trước và sẽ yêu tư tư thật lòng. Tôi sẽ không bao giờ mắc phải những lỗi lầm mà anh đã mắc phải tôi không phải là anh tôi cười tôi cũng rất vui và nói với anh ta xin hãy nhớ kỹ phải làm được nhé yêu tư tư của tôi thật nhiều mang theo cả phần của tôi nữa các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý tình cảm rất hay mang tên Đừng tin lời hứa qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.